người biểu tình New York tiếp tục tuần hành bất chấp giới nghiêm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dân Trí. Lệnh giới nghiêm từ 20 giờ không ngăn được hàng nghìn người biểu tình tuần hành trên phố New York trong đêm mùng 2 tháng 6, nhưng bạo loạn, cướp phá của các đêm trước đã giảm nhiều. Lệnh giới nghiêm toàn thành phố được ban hành đến ngày mùng 7 tháng 6 sau hai đêm mà New York chứng kiến các vụ đập phá, hôi của ở nhiều nơi dù biểu tình ban ngày là ôn hòa. Thị trưởng Bill de Blasio kêu gọi mọi người tuân theo lệnh giới nghiêm nhưng từ chối đề nghị trợ giúp của thống đốc bang Andrew Cuomo và lời yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc điều động vệ binh quốc gia. Mọi người đã đến lúc về nhà để chúng tôi có thể giữ cho tất cả được an toàn, ông nói trên đài phát thanh Win Arms khi khung giờ giới nghiêm vừa bắt đầu. Nhưng người biểu tình vẫn tuần hành qua các con phố, cùng với hàng nghìn người trên nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, phản đối vụ việc cảnh sát da trắng làm chết George Floyd, một người da đen, vào ngày 25 tháng 5. Tôi không nghĩ họ sẽ cho chúng tôi tiếp tục, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục và sẽ không muốn dừng lại. Risa Munoz ở khu phía bắc Manhattan nói với chúng tôi, sẽ có bên nào phải nhường thôi và sẽ không phải là chúng tôi. Evan Kutcher, một trong hàng trăm người biểu tình đang hô vang tên George Floyd bên ngoài trung tâm Berkeley vào tối mùng 2 tháng 6 nói. Cảnh sát bắt đầu bắt giữ người biểu tình vào khoảng 21 giờ và chặn cao tốc Westside ở phía nam Manhattan. Cảnh sát tuyên bố sẽ không cho xe cộ đi lại xuống phía nam cao tốc này sau giờ giới nghiêm, nhưng người dân sống dọc khu đó cũng như nhân viên thiết yếu và xe chở hàng được miễn. Chúng ta sẽ có những ngày khó khăn, chúng ta sẽ vượt qua, thị trưởng de Blasio cho biết. Jay Rossi cho biết cô chứng kiến cảnh sát kéo một người đàn ông ra khỏi xe và bắt giữ anh ta ở khu Chelsea khoảng 22 giờ 45. Chiếc xe này đi sau một nhóm vài trăm người biểu tình đã tuần hành quanh Manhattan một cách ôn hòa kể từ khi rời khỏi tháp Trump vào 20 giờ. Trước vụ bắt giữ, tình hình trở nên căng thẳng khi một số người trong nhóm bắt đầu phá hoại một trạm cho thuê xe đạp và đập vào cửa sổ của cửa hàng JCPenney. Nhưng đa số người biểu tình chạy lại để chặn họ. Cảnh sát sau đó bao vây chiếc xe và bắt giữ người trong xe. Cảnh sát New York cũng bao vây, chặn và xô đẩy hai phóng viên AP theo đưa tin về cuộc biểu tình, còn la hét và chửi bới để lệnh cho họ về nhà, mặc dù có lệnh cho phép báo chí được ra ngoài đường trong giờ giới nghiêm. Đến sau nửa đêm, đa phần đường phố New York đã được giải tán, chỉ còn cảnh sát đi tuần, đặc biệt là các vùng nóng biểu tình như Brooklyn và Manhattan. Hãy nhanh tay để lại bình luận và đừng quên đăng ký rồi bấm chuông để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất từ kênh YouTube Dân Trí các bạn nhé.